mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và như thường lệ thì trong giờ của chúng ta lúc nào cũng sẽ có hai biệt đội vô cùng xinh đẹp và tài năng. Và họ có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với chúng ta liên quan đến tình yêu của họ. Đầu tiên là những cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng tôi, chính cô gái ạ. Yeah. Và bên đây sẽ là biệt đội khác. Họ sẽ luôn luôn đưa ra những cái ý kiến để phản biện lại những gì mà cô gái thường hay nói. Đó chính là Bảo Kun, B-Max. Và dĩ nhiên vẫn còn một khách mời đặc biệt nữa ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Hoàng Nguyên. Xin mời. Tôi tên là Phạm Hoàng Nguyên, tại tôi là diễn viên tự do. Gần đây nhất á, Nguyên có đóng một bộ phim điện ảnh, tên phim là Hạ Cuối Tình Đầu. Phim điện ảnh? Phim điện ảnh. Wow, ở đây mà có đạo diễn nè, có rất là nhiều diễn viên tài năng ở đây, biết đâu có cơ hội hợp tác thì như thế nào, đúng không? Quan trọng là mình thể hiện mình, cái câu chuyện của mình ra sao. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những tật xấu không chỉ đơn thuần là của người yêu thôi, mà còn của người ấy, một đối tượng nào đó mà chúng ta đang nhắm tới chẳng hạn. Bây giờ câu chuyện đầu tiên là của ai? Câu chuyện đầu tiên, chàng trai quen biết cả thế giới, âm lượng giọng nói khủng tới người quen cũng muốn trốn vì xấu hổ. Ai chà, kỳ ha, nghe là lạ ha. Sao, câu chuyện này của ai? À, câu chuyện này là của Misoa. Thật ra thì đây là một cái điểm mà em không có thích về đàn ông. Khi mà em gặp những cái kiểu người như thế này thì là em sẽ say no ngay từ đầu luôn, không cho bất kỳ một cơ hội nào nói chuyện, không cho bất kỳ một cơ hội nào tới gần hơn nữa. Vì em cũng đã gặp một số người như thế này rồi. Tức là họ luôn luôn thể hiện rằng là họ là người là Mr. Big Talk. Khi mà đang ngồi nói chuyện như thế này trong một cái quán ăn, trong một cái quán cũng nói chung là cũng khá là sang trọng, và anh ta sẽ thể hiện rằng là anh ta là một cái người rất là sang trọng, rất là sành điệu. Và anh ta sẽ luôn nói là biết chuyện cô hoa hậu này, biết chuyện cô người mẫu kia, rồi biết anh đại gia nọ lại đang làm gì. Và đó là, thật ra đó là những cái chuyện mà khi mà mới lần đầu gặp nhau, mình không phải là những cái chuyện mình muốn nghe. Vì những cái nhân vật đó mình không quan tâm đến. Và thứ hai là những cái việc đó, khi mà nói những cái chuyện như vậy liên quan đến đời tư cá nhân người khác, mình cảm thấy là nó kịch cỡm. Là bạn này bạn đang quá soi mói về đời tư người khác, mặc dù đó là cái những người mà bạn nói là những người nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng mà chung là biết chuyện nhiều thì tốt, nhưng mà biết mấy cái chuyện mà tào lao là chuyện cá nhân là điều không tốt, đúng không? Và khi mà những người đó kể câu chuyện đó, họ kể một cái câu theo một cái giọng rất là tự hào, giọng rất là lớn trong một cái quán ăn mà nó vừa vặn, nó sang trọng một tí, thì mình cũng sẽ cảm thấy ái ngại với những người xung quanh. Thể hiện đó là thể hiện. Ở đây là ngon quá, thể hiện không? Là con của thần gió. Thích đó, thể... con của thần gió. Thích đó. Thể hiện đó. Sao? Thể hiện hả? Như đang nói từ Bi sao á. Sao Bi? Sao tự nhiên để cho bạn mình nói gì vậy Bi? Tại thân quá cho nó hiểu nhau á. Cảm ơn bạn. Vậy là có không Bi? Dạ không ạ, dạ không ạ. Các bạn nghĩ sao về dạng người đàn ông này? Em thì em cũng giống như Misoa, em không thích nổ. Có nghĩa là em mà xác định là họ nổ thì chắc chắn em cũng giống như Misoa, là em sẽ không bao giờ mà có ý định, hay là mà ngay cả nói chuyện em cũng không ngồi nghe nữa. Tại vì em cái tật của em là nếu mà em nghe người ta nói quá nhiều một cái thứ mà em không quan tâm và em cứ bắt buộc em phải ngồi nghe thì em sẽ bị nhức đầu. Và điều đó em nghĩ là em không thích, tại vì rất là mệt cho em. Tại vì đối tác của em đa số là đàn ông con trai rất là nhiều. Em đã từng trải qua nhiều cái vậy, có nghĩa là có thể là họ mời em ra để mà có một cái dự án phim nào đó. Em chưa cần biết là đó là bao nhiêu tiền hay là như thế nào. Nhưng mà em chỉ cần biết là họ muốn như thế nào và cái mục đích họ mời em đến đây để làm cái gì. Vì em là một người không có rảnh, nên thành ra là em cần phải rõ ràng. Em không có vòng vòng câu chuyện để cho tiết kiệm thời gian của nhau. Nhưng mà nếu như mà nói một vòng trái đất như vậy thì em cảm thấy rất là khó chịu. Giống như có một lần có một anh kia, anh mời em tới để làm đạo diễn. Thì em cũng tới, ăn mặc cũng rất là đẹp, mặc đồ vest rồi rất là lịch sự. Nhưng mà một hồi nói chuyện em không biết ảnh đang nói cái gì, là ảnh đang muốn, anh muốn em làm cái gì. Ảnh ngồi nói ảnh là người như thế này, người thế kia, rồi kinh nghiệm như thế này, như thế kia. Nhưng mà rốt cuộc thì em chốt lại với ảnh là em chắc là em không có làm được, tại vì em khá là bận, em không có theo được dự án này. Thật sự ra là em không có thích cái kiểu cách đó, nên thành ra là em từ chối, chứ không phải là em bận quá để mà em không thu xếp. Mà thật ra cũng khó ha, tại vì đôi khi là đàn ông họ cũng muốn thể hiện cái điểm mạnh của mình ra để cho các bạn nữ, các bạn có thể thấy được và biết đâu
các bạn lựa chọn đúng không? Không, nếu mà thể hiện điểm mạnh thì sẽ là bằng những cái việc khác, ví dụ như là sẽ nói về những kiến thức đi. Còn đằng này họ quá nổ về những cái chuyện mà nó trên trời dưới đất, nó nhỏ xíu rồi đúng không? Nó không liên quan gì đến mình cả. Rồi, Vi. Thực ra thì em thấy là con trai mà biết nhiều cũng tốt. Tại vì khi mà mình quen một thời gian lâu á thì chúng ta sẽ có những câu chuyện để nói với nhau. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tùy thuộc vào cái mức độ quen biết và cũng như là trong hoàn cảnh nào nữa. Ví dụ như là lần gặp đầu tiên bọn em rất là ghét con trai mà chỉ nói về bản thân của mình và khoe hết tất cả những thứ về mình. Tất nhiên là bản thân của mình cũng muốn show up một cái gì đó để cho người con gái có ấn tượng với mình. Nhưng mà chúng ta phải biết khoe một cách mà có chừng mực và kiểu một cách tinh tế thôi. Đừng có mà kiểu lôi ra những cái chuyện ở ngoài vào trong câu chuyện của mình, trong khi đó là người mà mình gặp và mình đang cần tìm hiểu họ. Biết nhiều là tốt, nhưng nên biết là nói cái gì và nói lúc nào, đúng không? Ghi vô. Đây nói nhiều quá. Ghi vô đi. Đó là cái điều đầu tiên mà phụ nữ không thích đàn ông, đúng không? Đừng có nổ quá. Chính xác là đừng nói nhiều đó. Đừng nói nhiều quá. Đúng rồi, nói nhiều quá. Đừng có khoe khoang. Đừng khoe khoang về bản thân của mình quá. Tự nhiên tôi làm MC mà kêu là không thích đàn ông nói nhiều, cái tôi không dám nói nữa. Tâm mà anh em còn nhau mà. Thôi nó ít lại hả? Dạ nó ít lại. Chào anh, đừng ít hay anh nói nhiều. Anh nói nhiều quá, anh nói nhiều quá. Nói chung là quen dáng mà. À, vậy là anh được đúng không? Anh được. Anh cảm ơn mà nói duyên thì được. Nói nhiều là nói duyên đúng mới là thành duyên. Đúng rồi, đúng không? Rồi thôi. Bỏ qua câu chuyện thứ hai. Áp đặt, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình đến mức trở thành nỗi ám ảnh, giống một kẻ biến thái trong phim kinh dị. Luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình là người nam á đúng không? Đến mức trở thành nỗi ám ảnh giống một kẻ biến thái trong phim kinh dị. Ủa là ai? Câu chuyện gia của trưởng. Ai? Gia chủ. Gia chủ. Đúng rồi. Maybe. Bảo thủ. Và bây giờ câu chuyện kinh dị đêm khuya bắt đầu. Xin bắt mời đầu. Kiếm Thanh. Thì cái người này là em quen từ hồi năm em 18 tuổi, là cách đây cũng là 7-8 năm trước rồi. Tình yêu đầu đời. Ừ, tình yêu đầu đời. Yêu xa. Thì quen nhau được một năm. Thì trong khoảng thời gian quen nhau thì hai bên, nói chung là gia đình của bạn đó thì không có hài lòng với em. Bắt là hai đứa phải chia tay. Thì nhiều lần như vậy thì bạn ấy cũng có nói chủ động với em, nói là thôi em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện ở gia đình thì anh sẽ sắp xếp cho. Thì em cũng nghe, cũng tin tưởng. Thì tụi em mới là tiếp tục mối quan hệ với nhau được độ khoảng tầm 2-3 tháng. Thì một ngày đẹp trời tự nhiên bạn ấy biến mất. Bạn ấy em gọi điện, em nhắn tin không được. Rồi nói chung là em chờ đợi cũng phải là một tuần sau. Thì em mới hoang mang, em mới sợ là không biết là bạn này đang xảy ra chuyện gì. Thì em mới đến nhà bạn đó thì em mới phát hiện là cả gia đình bạn ấy đã đi định cư bên Pháp mà em không hề hay biết. Không nói một lời luôn. Không nói một lời, bạn bè cũng không ai biết hết. Trời. Tổn thương. Thì lúc đó là em bị sốc, em hoang mang thực sự luôn. Là lúc đó là em bắt đầu là em thay đổi tính cách hoàn toàn, em giống như một đứa con trai, là tại vì em quá sốc luôn. Thì bẵng đi, nói chung là cũng từ từ, cũng một khoảng thời gian sau thì mình cũng bắt đầu mình nguôi ngoai. Thì 7 năm sau là em vô tình em bắt gặp bạn ấy ở trên phố Nguyễn Huệ, mà bạn ấy là người nhận ra em chứ không phải là em nhận ra bạn đó. Thì bạn ấy chủ động, rồi hai đứa cũng nói chuyện gặp gỡ nhau, rồi bạn ấy cũng hẹn là thôi có gì mình hẹn nhau cà phê. Tại vì cũng 7 năm rồi không gặp nhau. Thì em cũng ra em gặp xong rồi tối ngày hôm đó về thì bạn ấy ngỏ lời bạn ấy muốn tụi em quay lại với nhau. Nhưng mà sau em không. Không, em không đồng ý, em từ chối. Tại vì mình đâu còn tình cảm gì với nhau. Em từ chối cũng rất là nhiều lần. Nhưng mà bạn ấy không đồng ý. Bạn ấy cứ liên tục nhắn tin. Thậm chí là 11, 12 giờ đêm đứng trước cửa nhà em đòi gặp em cho bằng được. Nhưng mà em đâu có thèm gặp đâu. Em cảm thấy là đâu có chuyện gì để nói. Thì đến một khoảng thời gian sau thì ngay cái hôm đấy em đi làm về rất là khuya, cũng phải là 12 giờ mấy, 1 giờ rồi. Thì vừa tới gần tới cửa nhà thì bạn ấy ở đâu lù lù xuất hiện. Tán là một cái bốp. Tán là một cái bốp. Em bay từ trên xe, em ngã xuống, em ngã nhào xuống. Để thôi bỏ luôn đi chứ nói chuyện làm gì nữa. Từ từ, đang căng thẳng.
đang hồi hộp. Thì em cũng bàng hoàng, em không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì bữa đó là buổi tối mà em bị cận, nên là em mới lồm cồm em bò dậy thì em mới thấy bạn đó, thì em mới hoảng hồn lên, rồi bắt đầu là những cái người xung quanh họ thấy, rồi em mới nói là không thôi bây giờ lôi lên công an giải quyết, là tại vì em cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi bạn ấy, em không chấp nhận được một người đàn ông mà đánh phụ nữ không, thì lôi đó lên thôi, công an phường thì mới lòi ra một chuyện là bạn ấy đã theo dõi em suốt hơn một tháng. Em từ công ty em về nhà là hầu như đêm nào bạn ấy cũng có đi theo em, là biết em làm gì hết. Thì em thấy mọi chuyện nó quá căng thẳng vậy rồi thì thôi em mới quyết định là em làm căng với bạn đấy. Thì về lý do thì bạn ấy mới bảo là bạn ấy muốn quay lại với em. Bạn ấy đã sắp xếp mọi chuyện và bạn ấy đã nói là bắt buộc em phải nghe. Thường thường là thuộc tiếp người lụy tình á thì sẽ là hay có những cái hành động như vậy. Cũng chưa chắc là lụy tình đâu, cũng không hẳn là đâu. Cái đó là hơi lý do ở bên Pháp. Bạn ấy cũng có sử dụng những cái chất kích thích. Dạ vâng. Không có thành ra đâu, là phải. Em nghĩ là chắc cái tâm lý của bạn ấy không sao? Có kiểm soát được tốt. Với lại cái bạn ấy cũng là một cái người mà được cưng chiều từ nhỏ rất là nhiều. Gia đình cũng rất là khá giả. Vậy thì là thuộc giả. Về bản chất. Nhưng mà anh nghĩ nó phải có lý do của nó. Lý do gì cũng không được đánh phụ nữ. Nghĩ là quá cúp rồi. Sau đấy thì em có nhờ công an giải quyết thì mới là sắp xếp này nọ thì nghiêm cấm là bạn ấy không được gặp em nữa. Thì một tháng sau thì bạn ấy trở về Pháp. Vài tháng sau là Noel. Thì bạn ấy có nhắn cho em một cái tin. Bạn ấy bảo là muốn gặp em để xin lỗi. Nhưng mà em cũng không muốn gặp. Em cảm thấy không có còn gì để nói. Thì chứ bây giờ mà thử cởi áo tôi ra tôi nổi gai ốc hết trơn luôn á. Ghê thì chứ. Mà nhưng mà tán gái được là đúng rồi. Thật ra cái chuyện mà theo dõi nhau đó thấy ghê rồi. Chứ mà nó ghê cái chuyện là đánh nha. Cái đánh một cái thì thôi lúc đó. Nhưng mà cái chuyện mà là một tuần, một tháng trời mà cứ đó chính là lý do lầm vì sao lũi, mà suốt khoảng thời gian đó mà sau khi biết chuyện thì bạn bè, đồng nghiệp ai kiểu cũng là tất cả em bảo em là muốn đi đâu thì sẽ dẫn em đưa em về. Đúng, cái đó nguy hiểm. Thậm chí đó. Là muốn mà em phải rời khỏi Sài Gòn. Có khi mà cái ban đầu lý do mà ba mẹ không muốn hai đứa quen nhau có khi là ba mẹ biết chuyện đó đó, biết là gia đình sẽ đi Pháp đó cho nên là không muốn quen nhau ngay từ lúc đó rồi đó. Đâu, nhưng mà thật ra là cái chuyện của Thanh là cái chuyện nó hơi bị lạ, bị quái mà ít ai gặp. Nhưng mà cái chuyện mà là áp đặt trong tình yêu thì các bạn nam thấy như thế nào về chuyện đó? Để mà nói về bảo thủ thì... Thứ nhấn cái chữ bảo nặng vậy? Đúng rồi, tại vì em cứ nghe các bạn nữ nói tới cái từ bảo thủ này với một cái gì đó rất là tiêu cực. Nhưng mà em đang muốn các bạn suy nghĩ thêm một cái chiều hướng tích cực hơn một chút xíu đi. Giống như muốn bảo vệ, phải không? Tức là ở đàn ông không có chính kiến thì sẽ không đưa ra những cái quyết định đúng dành cho riêng bản thân mình. Cho nên buộc cái người đàn ông phải bảo thủ. Xin mọi người, xin các bạn nữ đừng nhắc đến cái từ bảo thủ với cái tiêu cực nữa. Tại vì cái bảo thủ này nó cũng có cái gì đó tốt. Đúng không? Nếu như mà người đàn ông trong gia đình có con, có vợ mà không giữ cái lập trường của mình thì chắc chắn luôn người phụ nữ không bao giờ ở cạnh được. Mà mình phụ nữ đi kiếm người khác. Mình có nên dùng một cái từ một chính từ xác khác hơn đi, cái là từ dùng. Có chính kiến rõ ràng. Thật ra bảo thủ nó luôn luôn mang một cái nghĩa tiêu cực. Nhưng mà ý của Bảo Quân là anh ghi nhận, anh sẽ tặng em trái tim của anh ngày hôm nay để cho em vui, hiểu không? Bớt bầu ngủ lại. Tóm lại ngày hôm nay là một cái buổi trò chuyện rất là sôi nổi, là bởi vì sao? Các bạn nữ cũng đưa ra rất là nhiều những cái luận điểm của mình, những cái kể rất là nhiều câu chuyện thú vị liên quan tật xấu của đàn ông. Rồi bản thân là các biệt đội xoái ca của chúng ta cũng đã có nên là phản biện lại để mà bảo vệ. Nhưng mà bên cạnh đó thì đúng là có những cái là chúng ta không nên vượt quá giới hạn. Giống như là chúng ta đừng có vô tâm quá, chúng ta cũng đừng có mà động tay động chân, hay cũng đừng có áp đặt phụ nữ quá. Bởi vì rõ ràng phụ nữ vốn gì để nâng niu, mà còn thói hư tật xấu thì ai cũng có. Quan trọng là mình biết hiểu cho nhau, trải lòng với nhau và cảm thông cho nhau. Thì nếu mà làm được tất cả những cái điều đó thì chắc chắn rằng là mối quan hệ của các bạn sẽ trở nên vững bền và lâu dài. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì chúng ta cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.